Xin chào tất cả các bạn và anh em đã đến với Lốc Rút. Mình là Trendly. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục nghiên cứu về cái mỏ neo. Mà đúng hơn là sau cái quá trình nghiên cứu và ngu như kiến của mình, thì mình cũng đã tìm ra cái phương pháp mà chính tông sở hữu được cái mỏ neo. Thì các bạn muốn biết cái nguyên liệu chế tạo cũng như là lắp đặt cái mỏ neo, mở khóa cái motor manet này nó như thế nào, thì các bạn xem ở bên góc phải màn hình giúp mình nha. Mình có làm một cái video hướng dẫn chi tiết các bạn cái cách mở khóa cực kỳ đơn giản, chỉ cần làm theo tầm 1 tiếng 2 tiếng là các bạn có thể mở khóa hoàn thành rồi. Còn nếu có bạn bè hỗ trợ thì các bạn sẽ nhanh để mở khóa nó thôi. Mà trước khi bắt đầu vào chủ đề thì các bạn cho mình xin phép vài phút để mình chỉ những bạn nào mà không biết cái vành đai tĩnh lặng nằm ở chỗ nào, mấy bạn ấy biết đường để mấy bạn ấy đi, chứ mấy bạn ấy bị lạc đường như Zoro rồi. Thì ở bên cái đảo mới này, nó sẽ có đến 2 cảng, cảng trước và cảng sau. Thì nếu mà các bạn xuất hiện ở cái cảng này nha, đây, thì các bạn vẫn mua thuyền bình thường thôi. Thì mình thì sẽ mua thuyền game pass cho nó lẹ nha. Đây, thì với ở cái cảng này thì các bạn nhìn ra các bạn đã thấy đá rồi. Thì mình chỉ việc là mình lao thẳng ra thôi. Đơn giản mà, có khó gì. Ở cái cảng sau này nó dễ lắm. Đó, mình cứ đâm thẳng về trước. Thì các bạn thấy cái lóng này nó lên nè. Thì mình cứ xây về những cái hướng nào nó lên. Ví dụ cái hướng nào mà nó trừ thì mình xây về cái hướng nó lên thôi. Nó như bây giờ mình đi cái hướng này mình thấy nó lên thì mình đi. Mà bây giờ nó đứng yên này, đứng yên thì mình xây qua những cái hướng nào mà nó nhảy lên đó thì mình đi thôi. Thì thẳng vào là các bạn đã tiến đến vành đai tĩnh lặng rồi. Đây là đối với cái cửa sau. Còn mình sẽ đi cái cửa trước nha. Rồi với cửa trước, hàng mặt tiền thì nó có những gì? Thì nhìn hai cái cảng nó cũng không khác biệt gì mấy. Nhưng mà các bạn để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy, đầu tiên là sẽ có một con set palm ở đây. Đó, set palm nó đứng đây nha. Rồi mình xuống đây mình mua một chiếc thuyền. Thì cũng mua thuyền bình thường. Các bạn muốn mua thuyền gì các bạn mua. Còn mà đi Pika hay là trái nào bay thì các bạn đi. Rồi mình đâm thẳng ra ngoài đây. Các bạn thấy 2-3 cái bông tím tím này không? Rồi mình rẽ về phía 2-3-4-5-6-7-8-9-10 cái bông tím gì đó. Rồi mình đâm thẳng hướng này thì chứ thẳng ra thôi là các bạn tiến đến vành đai tĩnh lặng rồi. Đây, thấy đá nhô chưa? Có 1-2 cục đá nó nhô lại là các bạn đang bước vào vành đai tĩnh lặng. Thì cũng như lúc nãy thôi, thấy nó lên thì mình chuyển về hướng nó lên, thấy nó xuống thì trả về những cái hướng khác để cho nó lên. Rất dễ, không có gì khó. Đây nè, các bạn thấy nó đang lên từ từ nè. Nè, ví dụ mình đi ngược lại đi. Mình đi ngược lại thì các bạn thấy cái này nó trừ. Đó, ví dụ nó trừ vậy thì mình xây về những cái hướng nào mà nó lên thì mình chạy thẳng vào đến cấp độ 1, cấp độ 2, 3, 4, 5. Thì từ cấp độ 4 đến cấp độ 5 là khủng khiếp. Của các bạn nào đỉnh cao thì có thể farm ở cấp độ 6 luôn nha. Đó là cái cách để các bạn tiến vào vành đai tĩnh lặng nha. Không thắc mắc hỏi nữa nha, đừng lạc đường như Zoro các bạn nhé. Mà một khi mình đã mở khóa ra được rồi đó thì mình còn làm gì nữa? Đi đào, đi kiếm nguyên liệu chứ làm gì? Nhảy vào đây các bạn và anh em có thể coi là cái nguyên liệu nó là cái gì và mình bắt đầu mình đi kiếm. Thì cái thành phần nguyên liệu như thế nào thì có ở trên góc phải hết. Mình để video đó, các bạn chỉ cần click vào và nghiên cứu kỹ càng, tìm đủ nguyên liệu như thế này, lập ram phạt là có ngay. Đây, nhưng mà nó vẫn chưa phải là một cái món vũ khí dành cho các bạn xài. Nó chỉ là một cái vật phẩm giúp mình tượng trưng. Nhưng mà khi đã có nó rồi thì các bạn đã nắm chắc có cái mỏ neo trong tay rồi đó. Làm cách nào? Thì đầu tiên là các bạn sẽ đi đến vành đai tĩnh lặng để truy tìm và kiếm cho mình một cái con cá mập mà Ribot nha. Thì các bạn thấy cái con cá mập này thì bạn để ý điều gì? Mọi người đang đánh nó đúng không? Thì chắc chắn rồi, gặp nó không đánh chẳng lẽ để cho nó đánh lại đúng không các bạn? Nhưng mà các bạn nhìn cái chỉ số máu nó nè, là hiện tại là 40 mấy k trên 150 ngàn. Vậy là con cá mập này nó chỉ có 150 ngàn máu thôi. Mình chỉ các bạn một phát là các bạn đánh một phát là các bạn lụm cái mỏ neo khi mà các bạn có cái vật phẩm truyền thiết đó liền. Mình không khuyến khích những bạn nào mà thiếu nguyên liệu từ cái con cá mập này nha. Nhất là cái răng màu xanh đó, không khuyến khích. Gặp cá mập thì các bạn đập đi. Còn các bạn muốn đánh nhanh rút gọn thì theo mình.
gặp cái con du biển này đúng không? Thì đánh nó thôi. Thì tại vì nó phá thôi nha, chứ chả có liên quan gì đến con này đâu nha. Tại vì các bạn đi đến vành đai tĩnh lặng này thì chắc chắn du biển các bạn gặp rất nhiều. Đẩy thuyền ra đây, không du biển thì cũng cá mập con, không cá mập con thì cũng chuồn chuồn điện, không chuồn chuồn điện thì cũng ngừ cá nó dí. Thì bây giờ nè, các bạn vẫn tiếp tục lấy thuyền đẩy về phía trước, không có bơi như mình nha. Tại vì đồng đội mình có thuyền đó, họ chạy họ để cái thuyền ở đây. Thì ở đây nè, các bạn để ý sẽ có một cái con cá mập, nó vác cái mỏ neo ở trên người. Và cái chỉ số các bạn nhận ra dễ dàng nhất là cấp độ 2000, với cái số máu của nó là 195000. Thì đánh cái con cá mập này mà các bạn đã chế tạo được cái vật phẩm thiền thiết, cái mỏ neo ở trên người rồi, thì chắc chắn nó ra cái mỏ neo cho các bạn 100% luôn. Rất dễ thôi, kiếm một con cá mập 195000 máu như thế này, nó vác cái mỏ neo ở trên người, đánh đủ đam thì mình vạt ra thôi, để cho đồng đội mình được hưởng được các bạn. Đó, đủ đam thì tầm 10k 15k là đủ rồi đó, có ngay lập tức, không chần chờ gì hết. Làm gì mà đánh 3-4 cá mập chi, kiếm đúng một con, chỉ số máu 195000. Còn mà các bạn đánh 150000 thì không được nha, nó chỉ rơi cái răng cá mập thôi, và nó rơi một chút ít tiền, chút ít kinh nghiệm. Vậy là có rồi đó, vật phẩm truyền thiết của mình thì cũng đã mất rồi, nó biến thành cái mỏ neo này. Ok, ngon lành nè các bạn, dễ dàng không các bạn, thực hiện chắc chắn thành công 100% nha. Giờ là lúc mình cho các bạn và anh em chứng kiến cái sức mạnh của cái mỏ neo này mà mình đã cực khổ lấy được. Mà không chỉ riêng mình đâu, mà rất nhiều bạn muốn sở hữu cái mỏ neo này thì chắc chắn cũng phải qua giai đoạn như mình và bao nhiêu bạn khác mà thôi. Rồi bây giờ mình cho các bạn xem nha. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng chiêu Z này. Đó, xây quơ bắt mục tiêu luôn nha. Nó khá như là giống cái chiêu song kiếm Odin đấy. Nhưng mà cái này á, là mình bắt mục tiêu bị móc vào cái mỏ neo này nè, đó, móc vô nè, rồi mình thả nè. Đó, nó có một cái lốc và nó đẩy mục tiêu thẳng về phía trước, là mình chọi cái mỏ neo ra ngoài luôn. Mà sao mà vẫn còn cầm trên tay. Phân thân nhiều heo, học phân thân của Naruto cũng dữ. Nè, các bạn coi nè, đó. Quay nè. Đó, cái mình chọi ra. Đó, cái dục luôn cái mỏ neo nè. Đó, biến mất tiêu. Rồi, tiếp theo là cái chiêu này ha. Gọi là phá giáp. Nhìn là biết là chất chơi người dơi cỡ nào rồi. Nhưng mà mình thấy đẹp nhất là cái chiêu Z. Khi mà mình bắt trúng mục tiêu này, mình chỉ ở đâu thì nó sẽ luyện ở đó nha. Cái này mà kết hợp với Mochi được không ta, chứ mình nghĩ được đó nha. Quơ 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 tưng lên cái mình quơ, mình sách đầu nhà nè nó. Lướt theo được, ôi được nha. Lướt theo được luôn các bạn ơi. Nói chung là hai chiêu này nó hỗ trợ với nhau rất là tốt luôn. Là mình dép, sau đó là mình lướt theo được luôn. Nó tương tự như là cái phát của song kiếm Odin vậy đó. Chọi ra rồi lướt theo. Quá tuyệt. Để mình lại cho các bạn và mọi người xem nè. Rồi, lần này mình bật Haki nha. Mình xài Haki trắng thì mỏ neo của mình nó như thế này. Rồi đây, đó. Quơ nè. Đó, mình chọi nè. Cái mình lướt theo nè. Đó, lướt theo là sắc liền. Nhìn nó quá chất đi chứ. Và tính ra cái mỏ neo này á, nó không phải là hàng mythical truyền thiết, mà nó chỉ là huyền thoại thôi. Mà nó cũng đã quá mạnh. Và chắc chắn rằng cái mỏ neo này nó sẽ mở ra một cái meta mới trong cái công việc mà các bạn kết hợp combo. Tại vì hai chiêu của nó quá thuận tiện đi. Nó quơ cái nè, đó, chọi cái lướt theo là sắc cái là lụm liền. Không có thể nào mà đỡ được. Bây giờ mình sẽ test thử coi là mình bật Haki quan sát thì có né được cái chiêu Z của cái mỏ neo này hay không. Ác phụ thì mình sẽ mở Haki quan sát trước nha. Rồi mình sẽ quơ chiêu Z này. Né được nha. Né được. Nếu mà bạn nào biết cái tẩy của nó thì có thể mình bật Haki quan sát để mình né cái phát Z này được. Miễn là nó né được một lần thôi, chứ nói chi là nó loạn 2-3 lần như vậy. Rồi lần Haki quan sát tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái chiêu X xem như thế nào. Không né được. Nó bắt cái là lụm ngay. Tính ra là cái chiêu X này nó lướt khá là xa đó nha. Đó, nó lướt tới cực kỳ xa luôn. Rồi, mình coi coi xa bao nhiêu đây nó lướt tới không.
coi khoảng cách là bao nhiêu. Đó, đứng đứng đây nè, ngay ngang với cái rương này đi. Lướt tới nữa là đỉnh cao lắm nha. À, nó chỉ ngắn như thế này thôi, nhưng mà cũng đã đủ giúp các bạn rất là nhiều rồi. Còn chiêu xây này thì nó quá là đẹp và tuyệt vời rồi. Còn với cái chiêu xây này thì mình khỏi bắt chúng, chắc mình chọi cũng gây đam nữa. Đó, thấy không? Mình chỉ cần mình chọi dính là nó cũng gây đam nữa. Bạn nào mà tiểu lý phi đao đó thì bây giờ là các bạn chuyển sang là tiểu lý phi nail. Phi phát nào là phải cho lụm phát đó ha. Đó, meta BB máu chắc rồi. Cái mỏ nail này nó đỉnh quá đi. Mình thấy là nó ok lắm luôn rồi đó. Tuy là hàng huyền thoại thôi, nhưng mà sức mạnh của nó thì mình nghĩ là nó cũng có thể là BB sánh ngang với những cái vũ khí truyền thiết ở đây. Thì các bạn thấy sao thì các bạn để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Bye bye.